6. Đây. Nó ra này. Đấy. Ôi, nó đánh. Ôi, nó đánh à? Không, đây là cái cách mà nó thể hiện cái tình cảm của nó với mình thôi. À, còn không phải nó đánh đâu. Này nó tầm khoảng 3 tuổi em ạ. Đấy các bạn khoảng ơi. Đấy. Lần đầu tiên mình được, một tạ thì bế một em rùa bạn nhé. Một tạ thì khoảng độ 6 7 trên tay các bạn này. Wow. Đấy thì theo anh được biết là như vậy, còn chân thì của nó mà ui phải trải nghiệm nữa em ạ. Anh ơi, chân của nó sao nó nhìn nhiều móng ấy anh? Đấy, rất nhiều móng. Xin chào các bạn nhé, mình là Hưng đây. Chào tất cả mọi người nhá, mình là Dư Cát Xê đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nhá. Đấy, các bạn có nhận ra ai đây không? Đấy. Chào mọi người nhá. Đây là em Dương KC và mình gặp em Dương này cách đây cũng phải 2-3 năm rồi anh. Anh em mình cũng phải 2 năm rồi anh nhỉ? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Đấy, Dương là cũng biến mất khỏi YouTube cũng một thời gian các bạn nhá. Lần này mình quay trở lại nhá. Rồi, ok. Thì các bạn ơi, hôm nay em Dương đến Bắc Giang chơi các bạn ạ. Và hôm nay Dương với lại mình sẽ đến một nhà một anh cũng ở Bắc Giang các bạn nhá. Một idol. Một idol. Anh đấy, đấy cũng có rất là nhiều những cái con vật rất là quý. Quý hiếm đúng không? Không phải ở ngoài trời mà ở ngoài mà các bạn muốn gặp mà được đâu các bạn nhá. Đấy. Thì chắc là mình quen anh gì nhỉ? Quế Nghị TV. Đấy, anh Quế Nghị TV các bạn nhá. Thì qua Dương các bạn ạ. Thì hôm nay mình với lại Dương cùng vào tham quan các bạn nhá. Đấy thì các bạn xem cái video này hay nhớ like và chia sẻ cùng mình nhá. Và những bạn nào mà chưa thấy những cái con vật đấy thì các bạn xem clip này các bạn sẽ thấy được là những con đấy là rất là hay các bạn nhá. Và đẹp, độc lạ. Thôi anh em mình đi đi. Rồi anh em mình đi nhá. Đi. Em vừa gọi anh rồi, chắc anh đây này, nhà đây này. Nhà anh ấy đây đúng không? Quế Nghịch à? Quế Nghịch TV anh ạ. Quế Nghịch TV. Hot lắm. Toàn nuôi những chú động vật kiểu em thấy là rất là độc lạ luôn. Thế hả? Nuôi cả đà điểu mà anh. Như em mà anh đã thấy nuôi những con rất là độc lạ rồi mà anh Quế lại còn nhiều hơn cơ. Nhiều hơn luôn, anh cứ vào đi tham quan. Anh Quế ơi. Hello anh. Hello anh. Anh Quế. Vâng, em chào anh. Chào anh. Rồi, em chào anh. Rất chi là vinh dự được gặp hai em. Hôm nay chào bọn em bảo lên qua anh chơi với tham quan qua doanh trại của anh. Đúng rồi. Em gọi là doanh trại cũng được nhưng mà em có thể dùng cái từ là đến thăm cái chuồng trại. À đúng, chuồng trại. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh lúc nào cũng bảo bé. Em nói doanh trại cho nó gọi là quy mô nó khủng lớn đấy, lớn hơn. Rồi. Rồi. Ok anh. Bây giờ mời hai em và anh uống nước đã, sau đó là anh sẽ đưa các em xuống thăm vườn trại vườn trại nhà anh. Dạ. Thôi vào thăm luôn được không anh? Thăm luôn được. Đi. Thăm luôn cho nó nóng không thì hết bất ngờ. Anh sẽ dẫn các em đi từ đây trở xuống đi. Vâng. Này. Rồi. Bởi vì là nếu như mà em quay về anh ấy thì anh phải giới thiệu từ cái này đầu tiên. Bởi vì là người ta biết đến anh từ cái này ấy. Đấy. Được chưa em? Rồi. Đầu tiên ấy phải giới thiệu với này em với mọi người thì là mọi người ở trên mạng xã hội biết anh đầu tiên là vì từ cái video này, từ cái AV này đấy. Con này là con gì đấy anh? Không, cái AV không phải là cái con. AV à? Cái AV. Cái AV này là cái AV đầu tiên mà anh xây ra để mà nuôi nhận những cái con chim mà người ta không nuôi được, người ta gửi anh. Thì nó có rất nhiều những con chim mà nó bị tật nỗi ấy, thì là anh nhận tập thể là anh có thể là đưa nó vào đây. Rồi. Cái con nào mà nó có thể sống được ấy, nó khỏe mạnh thì anh sẽ thả về tự nhiên, con nào không sống được thì anh sẽ để nó ở đây. Rồi. Thì đây là cái AV đầu tiên anh xây. Ở lúc đó bây giờ là kinh phí của anh nó rất chi là hạn hẹp, anh phải vay mượn anh mới lại xây được cái AV này. Anh nói cái AV là có nghĩa là cái AV thì mình có thể hiểu lôm na nó là một cái chuồng chim. Rồi. Mà nó có bao gồm là nó có cây cối nước non đầy đủ. Đấy. Thì trong cái nghề nghiệp của anh thì trong cái cách chơi của anh ấy, thì gọi nó là cái AV. AV rồi. Đấy, tiếp theo thì đến cái này. Đây. Sau khi đó được mọi người biết tới anh nhiều hơn ấy thì mọi người lại gửi anh nhiều động vật và nhiều cái con ốm yếu hơn thì anh bắt buộc lại phải xây thêm một cái AV nữa. Là nó to hơn cái AV vừa nãy. Em nhìn có thấy nó to hơn không? To hơn chứ. To hơn. Đấy. Và anh phải xây dựng một cái hệ thống là cây cối, nước lôi nó lại rộng lớn hơn. Vâng. Để anh có thể tiếp nhận nhiều những cái con vật mà nó bị ốm yếu hoặc là người ta không chăm sóc nổi, anh thả vào đây. Vâng. Anh nuôi theo kiểu tức là con nào ở được với anh khỏe mạnh anh sẽ thả về tự nhiên, và con nào không ở, tức là con nào không ra tự nhiên kiếm ăn được thì anh sẽ giữ lại ở trong này. Cho nên chim của anh ấy thì mọi người đến nhà anh mọi người biết hết là nó không đẹp. Bây nó giờ không đẹp đâu. Các bạn mà đến đây rồi là chắc là không muốn ra ngoài tự nhiên đâu anh nhỉ. Rồi đấy, thế tiếp theo nhá. Đấy là về phần chim. Thì anh nói tới AV. Sau khi mọi người biết anh là chăm sóc về chim nó cũng khá tốt ấy, thì mọi người lại gửi thêm anh một số những con động vật khác. Thì anh mạnh dạn hơn. Anh mạnh dạn hơn là anh đón thêm những con động vật khác. Thì bao gồm ví dụ như là có những cái bé rùa này. Các bạn ơi nhìn này.
Ui, con rùa to chứ anh ơi. Con rùa này. Con gì này? Đấy, các bạn nhìn chưa? Con rùa này không phải là to đâu em ạ. Con rùa này nó là dòng rùa to, thế nhưng mà bây giờ nó vẫn là nhỏ. Nếu nó to thì nó có thể bằng cái thau này. À. Đấy. Rùa đấy là rùa gì anh? Rùa này như anh được biết ấy, thì người ta gọi là rùa Sunakata. À. Nó là một cái dòng rùa mà nó ăn thực vật. Nếu trọng lượng của nó to nhất thì anh nghĩ nó có thể đến gần một tạ một con. Ui, anh gọi nó ra đây được không anh? Anh không gọi được, nhưng mà nó lành, nó không cắn ai bao giờ đâu. Anh có thể ôm được ở trên tay bình thường. À. Đây. Đây là một bé rùa mình gọi là size Barbie thôi. Đối với anh ấy, với lại em ấy có cảm giác là nó to, thế nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là size Barbie. Đấy, nó có cắn không anh nhỉ? Không. Anh thử sờ cái đầu đi. Con này 35 tuổi. Con này nó tầm nó khoảng 3 tuổi em ạ. Đấy các bạn khoảng ơi. Đấy. Lần đầu tiên mình được bế một em rùa các bạn nhé. Một tạ thì khoảng độ 6 trên 7 tay các bạn này. Wow. Đấy thì theo anh được biết là như vậy, còn chân thì của nó mà phải trải nghiệm nữa em ạ. Anh ơi, chân của nó sao nó nhìn nhiều móng ấy anh? Đấy, rất nhiều móng. Sao nhiều móng nhỉ? Ừ. Em có xem cái sự tích mà Mỹ Châu Trọng Thủy á. À. Thì những cái móng rùa đấy thì là rồi. Đấy, người ta có thể là lấy những cái móng rùa này người ta chế tạo ra những cái chiếc gì gì đó. Rồi. Các bạn nhìn chưa? Hay nhỉ? Đấy. Con này chắc phải 3 cân thôi anh ạ, 3-4 cân nha anh nhỉ? Ừ, 3-4 cân anh nghĩ là đến đấy. Đến. Rồi, thì xong cái phần rùa này. Thì tiếp theo đó nữa là bên này. À. Mọi người nghe đến cái con bìm bịp rất nhiều đúng không? Bìm bịp ngâm rượu thuốc. Nhưng rồi. Mà đối với anh thì nó là người bạn. Đấy, các bạn ơi. Đây con bìm bịp này các bạn này. Đấy, em zoom lên cho các bạn thấy rõ. À. Con này thì nó ăn cái gì anh? À, nó ăn ốc, ăn cá tép và là ăn cám. Con này anh nuôi lâu chưa? Con này anh nuôi từ lúc nhỏ đến bây giờ là 4 năm. 4 năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi. Thì anh nuôi nó từ lúc mà nó còn mới nở ra khỏi tổ cơ. À. Đấy. Lâu em cũng bắt được con bìm bịp anh ơi. Nghe lại thả. Thì còn đấy. Bên này thì miền Bắc mình gọi nó là con Phượng Hoàng Đất. À, Phượng Hoàng Đất à? Ừ. Còn nếu như ở trong miền Nam ấy thì người ta gọi nó là con giải cùi. Vâng. Nó là một cái loài chim mà nó bắt chiết được rất nhiều giọng của những loài chim khác. À. Nó có thể là học được những cái giọng của con chim này, con chim nọ, và là nó có một cái màu lông rất đẹp. Sau cái đó nó có một cái đuôi rất dài. Đấy em có thể nhìn thấy cái đuôi này là chưa phải là kịch cỡ đâu nhá. Nếu mà nó kịch cỡ thì nó có thể dài nửa mét từ đầu đến tận cuối đuôi. Nó nói được đúng không anh? Không, nó không nói được nhưng mà nó bắt chước được những giọng của con chim khác. Bắt chước được giọng của chim khác. Ờ. Đấy, con này nó ngoan ghê nhỉ? Nó chỉ có hai con ngoan thôi là cái con mà anh nuôi. Còn hai con nữa là người ta gửi thì nó lại không ngoan. Đấy. Về cái dòng gia cầm, anh gọi đấy là gia cầm nhá. Ui ơi. Thì sang bên này. Đây. Các bạn ơi, giới thiệu công này. Đây là công. Ôi nó, anh không sợ chạy à? Không. Chim của anh thì anh thả tự do, anh không lo. Anh ra đi. Em có thể vào thoải mái. Mà nó đánh không? Không sao. À nó không sao à? Nhưng mà em vào anh vẫn phải đóng cửa bởi vì là phòng cái con chim cụt chân của anh nó chạy ra. À. Đấy các bạn ơi. Hôm nay mình nhìn thấy công ở ngoài đời các bạn ạ. Anh cứ lên nó đẻ hay sao nhá? Không, đấy là quả trứng giả em ạ. Anh để quả trứng giả để cho nó đẻ ra thì tức là nó nhìn thấy quả trứng giả thì nó sẽ đẻ. Và nó đẻ nó sẽ không mổ quả trứng thật. Ơ nhưng bình thường em thấy công nó xòe cái đuôi rộng lắm mà anh. Có, nhưng mà nó phải trời nắng em ạ. À. Trời rét thì nó không xòe đâu. Trời nắng nó mới xòe. Thì cái con xòe là cái con trống. Thì còn những cái con không xòe nó là con mái. Là cái con mà con lông tốt nhất kia phải không anh? Đây, anh kể với em nhá. Ở đây là cái con trống đầu đàn này. Con trống đầu đàn. Và tiếp theo đó là một con mái đầu đàn nữa là cái con em nhìn cái cựa của nó như con gà ấy. Cái con nào cựa dài là con đầu đàn. Rồi. Còn con nào cựa ngắn là con non là con của nó. Rồi. Ủa, anh ơi, bên kia có con công non đúng không anh? Bên kia là hai con công trắng với lại đàn trĩ của anh. Tôi nhìn con kia nó màu nó khác kìa. Ừ. Thì bên kia của anh là có trĩ đỏ chưa? Và trĩ vàng. Anh ơi, đuôi nó đẹp chưa? Đuôi nó đẹp thật đấy. Như từng cái mắt ấy nhỉ. rất nhiều bạn vào nhà anh cứ tưởng cái quả trứng này là trứng thật nhưng mà nó là trứng giả. Anh cho vào đây để cho nó khỏi mổ trứng của nó. Và là để kích thích nó đẻ em ạ. Vâng. Đấy. Ấy nó tưởng ăn. À chị. Còn bên này của anh là chị. À chị đây à? Theo như bọn anh ấy thì anh gọi nó là chị đỏ. Chị đỏ thì cái con trống cái màu đỏ, còn con mái nó chung một màu. Đấy. Ui con đỏ kia đẹp nhất các bạn nhỉ. Kìa cái con đỏ đỏ à, nhìn nó đẹp nhất. Đấy. Còn đây là con trống hay là như nào? Con trống. Em cứ nhận biết nhá. Riêng về gia cầm ấy thì cái con nào nó đẹp là con trống. Con nào nó một màu là con mái. Rồi. Đấy. Rồi. Không như là người mình thì đẹp là phụ nữ nhưng mà gia cầm thì là đẹp là trống. Đấy. Nó lại đặc biệt như vậy nhá.
Đấy các bạn ơi, có nghĩa là những cái con nào mà xấu là con cái các bạn đúng nhá. Rồi chính xác. Còn con nào đẹp đó là con đực các bạn. Đúng ạ. Em đấy. Nói tròn. Đây đây các bạn nhìn, em nhìn con trống với con mái không, cái rồi, con trống dưới con đất trống và vàng kìa. Đấy nó đẹp đấy. Hơn con mái đúng không? À, nó không bù cho anh em mình nhỉ. Đúng rồi. Đấy các bạn ơi, cái con mà đẹp đẹp kìa, con màu vàng vàng đấy là con đực trống. Con trống. Còn hai con mà nó màu một màu nguyên bản đấy là con mái. Còn mấy con trắng trắng này không phải là con gà đâu các bạn nhá, nó là con công ấy. Nó là con công, mình gọi là công trắng. Công. Cái con gì góc bên kia anh? Ờ con này con góc này. Anh ơi, sau mà nó con góc này là con chim chòe than. Chim chòe than. Sau đuôi nó có dài không anh? Nó dài hơn một chút đấy, nếu như mà mình nuôi chuồng trại nó rộng hơn nó sẽ có thể dài hơn một tí nữa. Vâng. Rùa mà mọi người gửi anh nuôi. Đấy. Đâu. Ở bên kia của anh là bể cá thì thôi nó không ra mình không tính. Đây các bạn nhìn này, đây là mấy chú rùa, rùa gì đây anh? À, cái con rùa mà gần máy quay nhất ấy thì anh gọi nó là rùa tai đỏ. À. Bên cạnh nó hai con đấy. Rùa tai đỏ à. Còn ở phía bên tay phải em, nó là một con rùa common. Common. À đấy. Các bạn kia góc ghê đúng không? Đấy, con rùa common là to nhất ở bên tay phải em. Rồi. Và đằng trước nó là hai con rùa common nhỏ. Rồi. Đấy. Ôi anh ơi, nhưng mà sao rùa có con cá còn con kia? Trên đấy là hai, trên đấy là một con rùa common nữa nhưng mà đó là con cái, nó đang sợ con đực nó chạy. Con đực bên dưới nó đang đuổi con mái phủ trên, con mái sợ quá nó chạy lên trên. À. Nếu không chạy lên trên là con mái nó ôm phủ suốt, à con trống nó ôm phủ suốt này. À. Anh biết cái kiểu nó nó chạy đấy. Anh đưa em nốt đến cái phần là thủy sản đã, sau đến gia cầm sau. Bên này của anh là một cái bể cá chê, anh gọi là chê bạch tạng. À, cá chê bạch tạng. Ờ, thì những con này lúc anh mua là nó bằng ngón tay thôi. Thì bây giờ nó lớn hơn ngón tay một chút. Nhưng mà bên này vẫn là cá chê bạch tạng nhưng mà nó to hơn rất nhiều. Thì các em phải nhẹ nhàng một chút nhé. Anh sẽ vén cái này ra thì là nó mới ở đây. Còn nếu như mà em động mạnh thì nó chạy mất là mình không thể nhìn được nó đâu. Đấy, em đưa quay, từ từ nhá. Đây, anh vén cho em xem này. Đấy, nó vẫn là cá đó nhưng mà đấy. Nó to. Các bạn nhìn chưa? À, đó. Nó chạy. Con này nó ước lượng tầm nó khoảng 7 đến 8 cân một con. Kia một con nữa kìa. Của anh có 4 con ở trong này. 4 con này. Ừ. Đến thủy sản nữa. Đây là đàn ếch của anh, gồm có ếch bố và ếch mẹ và cả ếch con nữa. Đây thì anh, các bạn này. Anh nuôi đẻ ra. Đấy, rất là nhiều ếch các bạn nhá. Đấy, thì nó có bao gồm cả ếch bố, ếch mẹ đấy. Con nào ấy? Nó tính người con nào ấy? Đấy. Đây, đây, con này. Con này. Con này. Con này các bạn này. Con này nó nói đây. Quế ơi. Quế ơi. Quế ơi. Hưng ơi. Hưng ơi. Có khách. Quế ơi. Đấy, hay nhỉ. Quế ơi. Quế ơi. Nó đang ngại đấy. Quế ơi. Quế ơi. Đấy. À. Quế ơi đấy, em nghe rõ không? Rồi, Hưng ơi. Đấy. Lương ơi. Không, nó không gọi được Lương ơi đâu. Nếu muốn gọi được câu Lương ơi ấy, thì nó phải học rất nhiều lâu, rất nhiều lần. Quế ơi. Quen được. Quế. Quế ơi. Quế ơi. Con chim này chim gì anh? Chim này mình gọi là chim nhồng. Hoặc là có thể gọi nó là con yểng. À, con yểng à? Ừ. Còn bên này là con sáo của anh. Con sáo lâu. Tất cả những con chim này anh đều thả tự do. Vâng. Còn những cái con chim sáo này nó cũng rẻ thôi, 200-300 nghìn một con thôi. Vâng. Chắc anh là người sở hữu chim nhiều nhất đấy nhỉ? Không. Nếu nhiều nhất thì anh không phải nhiều nhất. Thế nhưng mà nếu mà để nói chim thuần ấy thì anh cũng nhiều chim thuần. Vâng. Thả ra được hết. Ừ. Mà toàn bộ những con chim này là người ta gửi em nuôi, à gửi anh nuôi đấy, chứ không phải là anh nuôi từ bé đâu. Vâng. Có thể thả ra mấy bạn ấy vẫn có quay về với mình. Ừ, anh thả cùng một lúc cho nó tắm cùng với anh luôn. Nó như những con chim khuyên này này. Chim khuyên em biết ở ngoài tự nhiên ấy thì là nó cũng rát lắm đúng không? Nhưng mà chim khuyên của anh thì anh nuôi, anh gần như là anh thả tự do suốt ngày luôn đấy. Kể cả đông người luôn. Kể cả đông người. Chim ăn khắp nơi cả nhưng mà nó vẫn về cái lồng này để nó ngủ tối. Rồi. Đấy, anh chỉ cần treo cái lồng nó ở một chỗ nào đó thôi. Thế đây là anh nuôi từ nhỏ hay là lớn? Cũng người ta đấy, cho các anh. Các bạn ơi nhìn này, con chim này hay thế nhỉ? Đấy. Đây này. Ui. Không bay luôn. Không bay luôn các bạn thấy chưa? Không ra hẳn từ chuồng này. Ra hẳn từ chuồng luôn. Đấy, đây. Lên tay luôn này. Đấy, hay nhỉ? Đấy, anh có thể thả tự do nó. Không bao giờ nó mất, nó chỉ có muốn gần cái chuồng này thôi. Anh đuổi nó không đi mà. Không biết tại sao nó lại như vậy. Lên đây. Nó có lên tay em không? Lên em hết. Đối với anh ấy, những con chim anh nuôi thì ai cũng gần được, chứ không phải một mình anh. Nó không bay luôn này. Hay nhờ. Con này thuần thật sự luôn ấy. Chắc là khả năng sắp tới em cũng phải mua con để em thuần như này. Anh dạy em nhé.
anh này cũng không, nếu mà mua anh cũng không biết dạy kiểu gì đâu. Nhưng mà anh chỉ có một con này thôi đúng không? Không, con nào cũng vậy em. Ồ. Con nào cũng như thế này luôn mọi người. Ừ. Đấy, đâu? Anh Hưng làm con. Cái con này ấy là cái con mà anh ghép sinh sản ra. Bố mẹ nó ở trong AV của anh nó đẻ ra đấy. À. Cái con bên trong lồng này này. Đây bây giờ anh chỉ cần mở cửa lồng ấy nó tự vào. Ti ơi. Ti. Đấy. À. Là nó vào thôi. Hay nhờ. Cũng chả cần phải đi tìm. Đây, nhà anh rộng nhỉ. Nếu như mọi người mà nuôi chim ấy, độc sợ là mở cửa nó bay mất đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh nuôi chim thì anh muốn là nó ra nhưng mà nó không ra. Đây, à. Em có thấy không? Chuồng chim mà anh mở cửa tự do luôn. Đâu nhỉ? Em không thấy đâu đâu. Đâu rồi? Nó ở trên đấy đấy. Nó ở trên đấy. Ờ. Sáu ơi. Sáu ơi. Sáu. Đây. Nó ra này. Đấy. Ôi, nó đánh. Nó đánh, đánh à? Không, đây là cái cách mà nó thể hiện cái tình cảm của nó với mình thôi. À. Còn không phải nó đánh đâu. Đấy. Có đau anh? Đau mà. Nhiều khi nó bổ nó không không à nó tức là nó không mình gọi là gì nhỉ? Nó không kiềm chế được cái cảm xúc của nó ấy. À. Đấy. Kiểu như là cái con chó mà nó lâu bày nó không gặp mình ấy. Ừ. Nó quấn mình rất ghê nhỉ. Đối với ai nó cũng vậy chứ không phải là đối với anh đâu. À. Không phải là nó đánh người mà nó quý người đến nỗi như vậy ấy. À. Mới này bây giờ nó đang tới mùa sinh sản ấy. Anh nghĩ là có khả năng là nó đang muốn đẻ. À. Thì là nó có thể là cái tính cách của nó biểu hiện nó hơi hung dữ một chút. Nhưng mà hung dữ ở mức mình gọi là có kiểm soát. Rồi. Đấy. Đấy nó cũng nó nói nhỉ? Nó nói. Gọi là có khách đi. Đấy, có khách. Có khách, có khách. Ông ơi. Ông ơi. Đấy. Ông ơi. Ok. Ok. Wow, hay nhỉ. Hay. 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 Đấy. Tức là hay mình phải hiểu được tính của nó. Nhiều khi nó hiểu nhầm mình là một người lạ, nó vô tình nó đánh mình, nhưng mà mình không được nóng giận, mình phải để im để cho nó từ từ nó nhận ra mình là một người chủ của nó. Bây giờ nó không vào à? Đây. Muốn vào rồi. Có vào đấy. À, rồi, nó vào rồi. Dê. Hôm nay thì anh chỉ kể cho em nghe những cái con vật mà nó khỏe mạnh đến với anh thôi, còn những cái con vật mà nó ốm yếu thì để lúc khác. Vâng. Em có thời gian xuống anh chia sẻ sau. Vâng. Mọi người ở trên kênh của anh sẽ hiểu sau. Đây là một đàn dê mà anh mua có 3 con thôi, nó đẻ ra giờ bây giờ có 4. Vâng. Con này con đực. Con đực đầu đàn. Con đực đầu đàn này, nhìn nó ấy nhỉ, nhìn nó đẹp thế. Nhìn nó hay thế nhỉ. Tí vào xem đàn chuột. Đấy. Lúc anh mua ấy, nó rát lắm. Vâng. Nhưng mà về với anh một thời gian bây giờ nó lành cực kỳ luôn. Ai cũng sợ được. Vâng. Ở vùng quê mình ấy thì nếu mà nói về lợn ấy thì... Dê đáng yêu thật đấy. Nếu nói về lợn thì ai cũng biết đúng không? Nhưng mà lâu rồi ít người có thể đủ thời gian để mà nuôi lợn... Anh nói nào nhỉ? Tức là ít người nuôi lợn giống như của anh nữa. Tức là nuôi lợn khoang hồng nằm cảnh. Go go go. Đây. Ồ, lợn mán à? Lợn nang hồng, lợn gốc móng cái em ạ. À. Tức là người ta không có nuôi lợn này nằm cảnh nữa. Người ta không có thời gian nuôi nằm cảnh, người ta chỉ nuôi thịt thôi, nhưng anh thì lại nuôi nằm cảnh. Rồi. Con này mà bọn hai đứa này mấy năm rồi anh? Anh nuôi khoảng độ 3-4 tháng. 3-4 tháng rồi. Lúc anh mua khoảng 5 cân một con. Rộng nhỉ anh nhỉ? To à? Nuôi nhiều thật đấy. Cái này là chăm chắc là phải cả ngày hết đi. Cho ăn thôi hết ngày rồi. Thế một mình anh nuôi hết à hay là một mình anh không thể chăm được. Anh phải nhờ chỗ bố mẹ anh với lại thỏ này các bạn. À sóc à? Vợ nhà anh nữa. Sóc. Những bé sóc này là toàn bộ là người ta gửi anh nuôi hết đấy. Tức là ví dụ như những người ở ngoài Hà Nội ấy, người ta nuôi xong người ta chuyển nhà không có chỗ nuôi nữa. À. Thì người ta gửi anh nuôi để người ta chuyển nhà khỏi phải mang theo. Vâng. Đấy. Thì bên này của anh có mấy con gà thôi. Mấy này mấy con mèo. Nó đây là gà. Ừ, đây là gà, mình gọi là gà cảnh đi cho dễ đi. Gà cảnh. Còn bên này là gà chín cựa này. Gà chín cựa? Ừ. Đâu? Ngựa chín hồng mao. Em có thể quay gần thì nhìn nó dễ hơn. Nó anh gọi là gà chín cựa thì nhưng mà nó tả kiểu gì ấy. Hình như nó là gà 6 ngón thì đúng hơn. Đấy, 1 2 3 4 6 ngón. Ui. Mình chưa nhìn thấy cái gà nào 6 ngón các bạn ạ.
giống của nó như thế hay là nó đặc biệt như cái giống của nó như vậy anh mua ở trên Phú Thọ đấy. À, gà sáu cựa các bạn ạ. Hay nhỉ. Anh mua là giống gà chín cựa nhưng mà người ta gửi cho anh là gà này. Thì không biết là có phải gọi là gà chín cựa hay không. À đây dưới này có mấy con bé sóc này. Ừ, đây là sóc bố mẹ còn lúc đấy em xem là sóc con. Đấy. Sóc đấy. Có mấy con sóc con ở ngoài hay kia. Chưa. Đây. Đây bạn dưới này nữa. Đây là một cặp à anh? Một cặp chống mái đấy em. Mèo kìa. Đâu mèo đâu? Đây mèo đây. Trời rét thì anh phải thắp cho nó cái điện để cho nó ấm. Mèo bạn mèo. Ơi. Mèo đấy. Cái này phải bỏ này. Wow. Wow. Con này giống báo mèo thế anh. Nó giống con báo mèo đấy. Nó gọi là mèo Bengal. Bengal à? Ừ. Đẹp nhờ. To à nhờ. À, nó đẻ một lần rồi nhưng mà không được em ạ. Không, tức là nó đẻ rồi nhưng mà con nó khó nuôi quá. À, nó cũng đẻ rồi anh. Ừ, cái dòng mèo này nó lại có một cái đặc điểm là nó bị mắc cái bệnh sổ xít mãn tính. Anh mua nhầm phải cái giống mà người ta bán không chất lượng. Nó bị sổ xít mãn tính từ đầu. Lúc mà nó lây cho con. Các bạn nhìn này, giống con hổ các bạn này. Ừ. Đây, các bạn nhìn giống con hổ. Đấy, đẹp thế. Đẹp thật đấy. Con trong kia cũng nó cũng vậy đấy. Con trong đấy là màu đẹp nhất đấy. Nó là con cái. Nhưng mà nó lại không ra đây nhỉ? Nhưng nó bé hơn. Con cái thì bao giờ nó cũng thùy mị hơn là đàn ông đâu mà nó nhu năng hơn. Đấy thì mời em sang bên này xem đà điểu. Lúc đấy em nhắc tới đà điểu nhưng mà trước khi đi sang đà điểu thì nó lại phải đi qua những cái chỗ đó. Thì anh chia sẻ với em luôn. Đây này lại mấy con bìm bìm này. À, đây là cái chuồng chim chào bà bạch của anh. Chào bà bạch à? Anh ghép đẻ. Thì cái chuồng này là năm ngoái anh ghép đẻ được mấy nứa rồi. Đấy, bên này cũng là chào bà bạch này. Đây các bạn này, mấy bạn chào màu bạch. Em có thể nhìn thấy nó rõ hơn. Nó phải ra gần đây mới nhìn thấy được. Đúng rồi. Bên này cũng là chào màu bạch. Cũng chào màu bạch luôn. Ừ. Đó. Cái này anh quay thì chắc là anh phải mở cửa ra vào đúng không? À không, chim này anh không dám mở cửa. Chim này mở cửa nó bay mất. À bay mất luôn đấy. Bay mất. Bên này cũng là chào màu bạch. Ui ôi, còn bên này của anh nó là chuột lang. Đây các bạn này. Ui, wow. Chim nhiều màu chưa kìa. Còn ở bên trên thì anh gọi là chim yến phụng. Chim gì anh? Yến phụng. Anh ơi, nhưng mà sao giống con vẹt thế nhỉ? Nó là họ nhà vẹt em. À họ nhà vẹt à? Nhưng mà nó là chim đúng không anh? Nó là chim yến phụng. Em thấy đây, đôi nào cũng có cặp pháo anh. Nó cứ kiểu như đang gần gũi nhau, hôn nhau ấy nhỉ? Đúng rồi đấy, chính xác. Đây những cái con mà nó đang hôn nhau đấy là nó là một đôi đấy. À. Đầu tiên anh chỉ có 10 con thôi. Thế sau nó đẻ ra bây giờ là thành mấy chục con rồi. Anh sáng chế cái liêu đất thành cái ngôi nhà của nó hay đấy. Ờ mà trong đó tổ nào cũng đều có con cả hết đấy. À. Ừ. Anh ơi, mấy con chuột này nó cắn không anh? Không, chuột này của anh nó nhát nhưng mà em sờ thoải mái. Vâng. Không bao giờ nó cắn ai cả. Hôm nay là trời mưa anh đây, không hái được rau, còn nếu hái được rau vứt ra đây là nó ra tận đây luôn. À. Đẹp nhờ. Bên này của anh gọi là chuột Mỹ, chuột năng Mỹ. Chuột năng Mỹ. Còn nó ăn gì anh? Nó ăn cám gà với lại rau. Rau. Còn sang về bên này. Ồ, đà điểu. Đây vẫn là chuột nhưng mà chuột Việt vẫn này. À, chuột. Ừ. Ồ, lại con chĩ này. Đây con chĩ của anh nó đẻ kìa. Hôm nay anh vào anh thấy nó đẻ này. Đây các bạn ơi, chĩ kìa. Nó đẻ à? Ừ, nó đẻ một quả trứng ở trong góc kia. Đâu? Ừ, nếu anh biết thì anh sẽ nhặt nó ra đấy. Ồ, quả trứng của nó có gai à? Đâu không. Cái gai đấy là con nhím. À con nhím à anh? Ừ. Hôm nay em đến đúng lúc là chị của anh nó đẻ đấy. Anh cũng không biết đâu. Đâu em xem quả trứng nào. Ui chứ giống quả trứng gà so đấy nhở. Ừ. Đây các bạn này. Đấy. Trứng con chim ấy. Còn đây cái quả trứng mà em bảo nó giống cái có gai thì nó là con nhím. À con nhím à. Chứ không phải nó là quả trứng. Ui. Đây. Anh cho em sờ ấy nè. Anh cầm với em quả này, quả trứng này. Đấy kéo không vỡ. Đây để anh đấy. Đâu từ từ á. Em cứ nhẹ nhàng thôi, không bao giờ là nó làm mình đau đâu. À, đối với động vật thì mình phải cực kỳ nhẹ nhàng. Nó có gai gai các bạn ạ. Lúc em đang sờ là lúc nó đang ngủ đấy. À. Nó vẫn chưa biết là mình đang động vào nó đâu. Thế mà động cái là nó xù lên à? Nếu như nó thức giấc nó biết người lạ là nó sẽ xù lên. Xù lên nhưng đau mà không đâu. Đau đâu, à, em yên tâm. Có anh ở đây rồi không phải lo. Mình sờ nó không thấy đau các bạn ạ.
Đấy, không hề đau thế nào luôn. Đây các bạn nhìn này. Con nhím. Nó đang ngủ các bạn ạ. Đây. Nó hôn cái toàn gai vào mồm. Em gái. Đây gọi anh gọi là nhím cảnh. Còn nhím thịt nó sẽ to hơn rất nhiều. To hơn rất nhiều ạ. Thì là nó có thể là phóng đông vào mình nhưng mà nhím này nó không. Đây quả trứng này anh để đây cho anh nhặt sau này. Đấy, bây giờ em ngoảnh ra đằng sau là đà điểu ở đằng sau em luôn. Anh ơi, anh vào anh cưỡi đà điểu với anh. Không cưỡi được em ạ. Không cưỡi được anh. Ừ, nó không cho cưỡi đâu. Nó cũng giữ đấy. Ui, nó giữ đấy anh ạ. Các bạn. Nó với cái như vậy là tức là nó đang muốn dọa mình. Nó không muốn cho mình đến gần. Nó phòng thân đấy đúng không? Ừ. Bạn ơi. Vào là nó đá hả anh? Thực ra ấy, thì là nó sợ mình. Nếu mình cố tình vào nó sẽ tránh mình đấy. Thế nhưng mà nếu như mình đứng bên ngoài mà mình đi gần nó là nó dọa mình là nó có thể đá mình thật. Nhưng mà mình vào hẳn trong thì nó lại không dám đá, nó lại chạy. Còn trước là anh không vào thế này đâu. Trước anh vào đây là nó đá đấy. Ốm thì... Tức là nó ốm thì mình chăm sóc nó nhiều ấy, thì là nó kiểu nó cũng nành hơn đấy. Không, không sợ. Em yên tâm, không sao đâu. Các thì, bạn ơi. Tới đà điểu là hết rồi. Rồi, hết rồi ạ. Hết rồi em ạ. Đấy thì các bạn ạ, hôm nay đến anh Tuấn Nghịch TV chơi các bạn nhá. Đi cùng Dương đây thì cảm thấy là anh Tuấn Nghịch này rất là lắm con các bạn ạ. Rất là lắm và con. Lắm con. Đấy, anh là một người yêu động vật các bạn nhá. Đó, mình vào nhìn thấy những con chim mà ở ngoài đời mình chưa bao giờ nhìn thấy các bạn nhá. Thì các bạn cứ thử đến đây tham quan xem. Rất là nhiều con rất là hay các bạn ạ. Thì rất là cảm ơn anh nay cho em một buổi trải nghiệm những con mà em chưa bao giờ em nhìn nó ở ngoài đời. Đấy. Quá tuyệt vời. Hôm nay sự hiện diện của em cũng là một cái niềm vinh dự cho anh. Vâng. Đấy thì hy vọng một ngày nào đó em rảnh thì lại xuống anh chơi uống nước với anh. Ok anh. Coi như anh như là người hàng xóm của em vậy nhá. Ok anh. Anh cũng đối với mọi người đều như vậy cả mà. Vâng vâng. Đấy thì các bạn ơi, chắc là clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhá. Đấy, clip hôm nay là dành cho những bạn nào mà chưa biết đến anh Quý Nghịch. Đấy, chưa từng xem anh Quý Nghịch để biết được những cái con chim các bạn nhá. Và những cái con rùa, nói chung là nhiều con các bạn ạ. Mình cũng không nhớ được hết ở đây. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhá. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nhá.